nào đang kinh doanh cà phê vỉa hè mà vẫn còn xài cái thùng đá như này không? Đây các anh chị thấy không? Đó, nó không giữ được đá lâu nha các anh chị. Thùng thì nhỏ mà khi mà chúng ta vệ sinh á, nhìn nó mất vệ sinh lắm. Những cái thùng này để đá vào đây là khách chạy liền luôn á các anh chị ơi. Đó, thì tại sao các anh chị không sử dụng ngay cho em một cái thùng đá như thế này đây? Đây, thùng đá này là thùng đá 35 lít nha. Thoải mái đựng luôn, mấy bao đá trong này luôn. Đây các anh chị nhìn thấy không? Đó, nó có cái chất liệu là giữ nhiệt chúng ta để đá có thể lên đến từ 3 ngày luôn nha. Đó. Và nếu mà để ví dụ anh chị để lâu đi mà nó có nước thì đúng không? Thì các anh chị hãy vặn ngay cho em mở cái van này ra. Đó thì nó sẽ xả nước ra ngoài nha, từ trong thùng đá này ra ngoài nha. Đó, mình vệ sinh nó cũng rất là dễ dàng luôn. Và ở trên phía trên này thì nó sẽ có hai cái đồ gài bằng cao su như thế này đây, rất là chắc chắn luôn nha, rất là kín. Và có cả quai cầm cho các anh chị có thể xách đi một cách dễ dàng nha. Rồi, sản phẩm này có trong giỏ hàng, các anh chị vô ngay nha.